Juventus đối đầu với Real Madrid. Người Juve rất muốn rửa món hận trận chung kết một năm về trước. Buffon cũng rất hy vọng vào một chiến thắng để lần đầu tiên được thử cảm giác lên đỉnh C1. Nhưng rất tiếc, hy vọng của họ đã bị dập tắt hoàn toàn bởi Real Madrid và Ronaldo. Ngay ở phút thứ 3, khi mọi người chưa ngồi ấm chỗ, anh Rô đã thi triển tuyệt kỹ lăng ba vi bộ chọn vị trí. Sau đó dùng chiêu đệm bóng cận thành quen thuộc để xe lưới Buffon. Bàn thắng xe đạp chổ ngược sau đó thì có quá nhiều điều để nói, nên chúng ta sẽ để dành ở phần tiêu điểm chồn. Marcelo là hậu vệ, nhưng cũng lòi chòi kiếm được một bàn cho riêng mình. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0. Juventus chỉ còn biết ngồi ôm xương rồng, khóc và tự trách bản thân mình quá nhọ nhem và thiếu kinh nghiệm mà thôi. Hai tay em ôm xương rồng rất đau, đôi vai em mang nỗi buồn rất nặng, chân em lang thang kiếm anh ở khắp chốn, nước mắt tràn biết anh giờ ở nơi. Chắc hẳn nhiều anh em sẽ hỏi, tại sao Juventus lại phải khóc khi trước mặt vẫn còn trận lượt về? Thì xin thưa, cửa để Juve vào được bán kết bây giờ còn nhỏ hơn cửa của lệ rơi tán đổ Ngọc Trinh. Juventus sẽ phải ghi ít nhất 3 bàn vào lưới Real, không để thua thêm ngay trên chính thánh địa Bernabeu trước một nhà đương kim vô địch đang sở hữu con quái vật Ronaldo trong đội hình. Đấy, chỉ đơn giản thế thôi, xin mời Juventus cứ làm. Mà quên, họ cần mất Dybala do còn phải về nhà tắm sớm nữa chứ. Xem ra bà đầm già cỏ này đã bị kiên kiên lóc sạch thịt rồi. Bayern Munich phải khá vất vả mới vượt qua được Sevilla với tỷ số 2-1. Đúng là việc họ bón hành cho MU không phải là do may mắn. Ngược lại thì Barca có trận đấu dễ dàng trước AS Roma. Barca ghi 2 bàn, nhưng tỷ số chung cuộc lại là Barca thắng Roma 4-1. Vâng, cơ bản là tại Roma đã tự phản lưới nhà hai trái để tặng đội chủ nhà. Đội khách này cũng có tầm ghê, thế nên Barca chẳng cần mất nhiều sức vẫn có 3 điểm ngon lành. Nhưng nếu mà Roma mặc áo màu bã trầu truyền thống thay vì áo màu trắng như trận vừa rồi thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Không hiểu sao nhưng bọn tôi rất nhạy cảm về màu áo trắng. Real áo trắng, Chelsea áo trắng, PSG mùa trước cũng áo trắng, bọn tôi đều thịt luộc hết. Giờ gặp AS Roma cũng mặc áo trắng, nên chúng tôi đành phải thịt luộc thôi. Đừng trách chúng tôi, mà hãy trách màu áo trắng của các bạn. Derby nước Anh tại tứ kết Champions League. Man City thì đang vô đối ở giải ngoại hạng, nhưng khi ra đến C1 thì xin lỗi, Man City không phải đối của Liverpool. Cái ngày mà Liverpool còn đang tung hoành ở cúp châu Âu khi xưa thì không rõ Man City lúc đó đang lăng bạt ở phương trời nào. Liverpool đơn giản đã là những ông già đầy kinh nghiệm, còn Man xanh chỉ là những đứa bé chập chững biết bò. Vậy nên ông thầy tã cho cháu là điều dễ hiểu. Chỉ cần 30 phút là trận đấu đã được thầy trò Klopp định đoạt với tỷ số 3-0. Trong một ngày mà Salah, Mane, Chamberlain đều nổ sáng thì chỉ cần hàng thủ của Liverpool không bóp tim là chiến thắng sẽ được đảm bảo. Và may thay, trận này hàng thủ của họ đã chắc chắn như U23 Việt Nam vậy. Đặc biệt là trang hậu vệ trẻ Arnold, anh đã bỏ túi Leroy dễ dàng như bỏ một chiếc kẹo mút. Mọi toan tính của Pep đã thất bại. Đúng là chỉ có Jurgen Klopp mới có thể khắc chế được Pep ở thời điểm này. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại khoảnh khắc này. Khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của thế giới bóng đá trong tuần qua. Ronaldo chỉ còn thiếu một tư thế ghi bàn duy nhất, đó là cú xe đạp chồng ngược này để hoàn tất bộ sưu tập của mình. Và may mắn thay, Juventus đã tạo điều kiện cho anh để ghi được bàn thắng đó. Mà nói là may mắn cũng không đúng lắm. Ronaldo đã luyện tập rất nhiều, đá thử rất nhiều và thất bại cũng rất rất nhiều. Cứ mỗi lần sút lỗi như thế là mọi người lại đem anh ra làm trò cười.
nói anh thích làm màu, thích thể hiện thế này thế kia. Nhưng không, Ronaldo vẫn tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ và bàn thắng này chính là thành quả to lớn nhất. Chỉ cần vậy thôi là đủ để anh ghi danh vào lịch sử. Quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên nào, quẩy lên, ờ, lung linh là lên luôn, lung linh là lên luôn, quẩy lên nào. Zidane đã phải há hốc mồm không tin vào mắt mình. Bác Zagli thì nói cú sút như ở trong PS. Các cổ động viên Juventus trước đó thì luôn huýt sáo Ronaldo. Nhưng khi chứng kiến xong bàn thắng, tất cả họ đã phải đứng dậy, tán thưởng, vỗ tay. Đỉnh cao của sự thành công chính là được đối thủ công nhận. Và CR7 đã làm được điều đó trong một đêm đầy nắng ở Turin. Anh cũng không quên cảm ơn các cổ động viên Juventus bằng những cái chắp tay và vỗ vào ngực mình. Một hình ảnh quá đẹp mà bóng đá có thể mang lại. Nhìn Ronaldo bây giờ chúng ta thấy anh khá rảnh. Tại sao lại rảnh? Tại vì Ronaldo đã tự tạo ra những kỷ lục để sau đó chính mình đi phá vỡ nó. Đây đã là bàn thắng thứ 14 anh đã ghi trong 10 trận liên tiếp ở Champions League mùa này. Một kỷ lục. Bàn thứ 22 anh đã ghi ở vòng tứ kết Champions League. Nhiều hơn cả số bàn mà Juve đã ghi ở vòng đấu này trong lịch sử giải đấu. Bàn thứ 39 anh đã ghi trên các mặt trận mùa này. 28 trong đó đến từ những pha dứt điểm một chạm. Và là bàn thắng thứ 119 anh đã ghi trong khuôn khổ Champions League. Hơn cả Messi 19 bàn. Messi ơi, Ronaldo đã gọi tên mà sao anh không trả lời? Messi à? Mình vừa ghi 2 bàn vào lưới Juventus. Cậu ghi mấy bàn vào lưới AS Roma vậy? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại.